Kẹp ơi, kẹp ơi. Tao đâu có bắt rồi thả mày nè. Cua quá bự rồi. Nếu mà cần ký cá bám lạng người nửa cân á. Xỉn rồi. Lại một em nữa. Chủ tịch hội đồng quản trị ngồi có một chỗ một đào nổi giò luôn. Thầy giáo đi. 1 2 3 4 5 6. Thôn Nốt Trái Tim xin chào các bạn nha. Hôm nay tiếp tục lên đi đồng mình bắt cua. Xem coi có cua nhiều không. Lên nếu mà có cua nhiều thì anh em mình làm vài món để ăn cơm nha. Mời các bạn đi theo anh em mình bắt cua nha các bạn. Buổi trưa nắng đi đào cua nha các bạn. À. Quẹo đâu rồi? Cái móc quá. Rồi ngay dưới cây luôn. Ôi cua đi chơi rồi bơi. Cua biết đi chơi nữa hả? Ừ. Đi lên nhà nó chơi rồi. Nhà bạn chơi. Đi về nhà bạn chơi. Ăn hết cả luôn. Được một con đầu tiên nha các bạn. Ý này lúa hả? Cỏ hả? Hang này có nha, hang này khô đó. Khâu khâu quý. Trên đó kêu ba nào tắt nhạc ở trời. Nóc. Hả? À. Dạng chảy luôn nha. Dính đó. Dính phèn này. Nghe điện thoại á. Trời ơi, hay quẹo bên bên. Nằm trên á. Có. Một hang này làm biến làm nhà nhỏ xíu. Mới con len tới. Chết rồi chết. Trời ơi. Trời ơi. Hai con. Hàng sâu dữ ha. Cái móc nè. Trời cũ quá trời. Hàng không kịp có, hàng kia có.
Quá cua bự lên. Cua gì thì đang đánh đào nát hết rồi đi lên. Dạ. Cua là bự nha. Hết rồi. Xỉn ra tay rồi đầu cua bự cũng quấy. Xỉn độc thiệt chứ. Mới đậu qua kia gì nữa đó. Bữa ở đây nhiều lắm nè. Đó. Không. Đó, 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 giơ lên kìa. U. Dễ dàng quá. Quá trời, bự bự không ha. Con cua nhỏ kìa. Ồ, chết mẹ rồi, dính luôn rồi. Xỉn đào được nhóc cua hết trơn kìa. Trời, tôi móc cho cái tay kìa. Kẹt nữa. Ăn này có quên. Đây nè, này có nè, không có đâu. Này chắc ăn. Ăn này bự dữ vậy. Đi cắm xuống ngậu vô. Chưa nắng nó không lên trên nó kiếm nước nó uống sao ta mà nó đi trong hang không vậy? Nước hang nó mát. Ở nhà bành rồi trướng. Hết cái hang này rồi, hư cái này ra. Hang này chắc có à. Có. Hang này bự lắm. Này nó bự nhỏ này mới ở cái nhà quá bự này chắc giàu lắm. Nè là nó chết. Rồi. Không? Không thấy. Nhỏ đây nè. Không có rồi. Có rồi. Cái nhà nhìn nó đẹp. Trời hay cho nó dễ 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 trời. Không cua quá bự rồi, cái mới chịu á. Cua cái thịt nhiều hơn phải không? Hay cua đực? Cái thịt nhiều hơn cua đực. Cái ít thôi, cua đực nó dư ra cái nó không có dư. Hôm nay đi đông nhiều người, hôm nay giờ này cũng được khá bộn nữa các bạn. Chiều nay mà có nhiều là chút trưa nay, bữa nay có nhiều là trưa nay nấu bún cua ăn luôn đó. Xỉn đào hay quá. Này cũng xỉn mà. Xỉn đào hang nào có con đó. Hang nào có con đó là gì? Ừ, Phật, thần đó nữa. Trời ơi. Sao mà hai ba lỗ vậy? Bởi vì thế giới mà nó vô thành phố cua á. Có không? Có. Ủa, cua này kìa kìa, nó lú cái càng ra kìa. Đó 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 kìa kìa, lú cái càng kìa. Ở
Trời sạch thôi, mình đã hai ba thủ. Ừ. Đó. Ê. Chốt đâu? Văng ở đây luôn nè. Nè. Quá cua các bạn ơi. Bán luôn. Con cua này bự nhất thế giới rồi nè. Đây con. Nè. Tụi nghiệp quá. Chắc thả nó quá. Tụi nghiệp nó quá hả? Không nên thả mình, cua này thả mình. Có con nhiều quá. Chị hả? Cua cái cái gì? Đâu không có không? Ô phải rồi, bỏ luôn ơi, thả đi, bắt được ngang cua cái có con quá mình thả luôn nha các bạn. Con đẻ xanh sơn nở ra chết luôn. Cua mà nó đang có mang thai gì ăn có nhiều con tội lắm. Này cái hàng mình lớn đó. Hàng quá bự mà con cua nhỏ xíu. Đi bốn chục. Buổi trưa nắng. Giờ là đang 10 giờ mấy rồi. Gần 11 giờ hết gì rồi. Ăn đẹp ghê, không có con cua. Tranh thủ mấy anh em đào lẹ lẹ lên nè. Lên nấu bún cua ăn trưa. Có đói bụng rồi các bạn ơi. Chém dữ rồi. Có không? Có. Hàng thấy sâu lắm mà. Sâu còn đi nữa. Ăn được một con cua rất là khó rồi các bạn. Cuối cùng cũng được rồi. Kẹp ơi, kẹp ơi. Tao đâu có bắt đâu, thả mày nè. Cua quá bự rồi. Nó một cân ký cá 8 lạng người nửa cân á. Xỉn rồi. Lại một em nữa. Chủ tịch hội đồng quản trị ngồi có chỗ một đào nổi giò luôn. Thầy giáo đi 1 2 3 4 5 6. Ở tội sống với lỗi. Có nước mới sâu. Có con cua nữa à hả? Ôi cua là cua càng bự luôn rồi. Vàng tươi luôn. Cua này im nè. Được có 20 con vậy đó. Rồi ăn khỏe luôn á. Rồi. Ô bên đây cũng đó rồi. Nãy giờ cũng được mới rồi các bạn, chúng ta ký rồi đó. Giờ ký rồi. Rồi.
Nhỏ con nhí sâu lắm á. Sâu à? Mất luôn rồi. Đó, đây nè. Đấy, nó luôn. Đó. Giờ nãy giờ anh em mình đào được nhiêu nha các bạn? Cũng hơn ký rồi nha. Giờ quyết định là sẽ nấu bún cua nha. Em muối cho sạch hả? Rửa khoan, đổ nó vô lại đi, rửa cho nó sạch. Kẹp luôn, cho nó sạch cát cái. Giờ mình sẽ làm cua nha các bạn. Nãy giờ mình ngâm muối cho nó sạch rồi mình làm cua xong lắm mình xay ra. Thấy ít mặn nhiều quá lâu ơi. À, mình nấu bún cua là mình có chuẩn bị là giá với rau muống nè, bún và các nguyên liệu để nấu nè, có củ cải đỏ, cà chua, rau ăn kèm, có quế với ngò gai nè các bạn, có ớt nữa. Giờ gia vị mình thêm là cái không thể thiếu nè, mình nấu bún cua là mình có mắm ruốc nè, với lại là hột cà ri mình để luôn cho nó vàng. Hôm nay là vô mình không lên giường nữa mà ghé nhà của anh Ngộ nha. Chào khán giả cái anh Ngộ. Ở đây mình có tàu hũ nữa nè nha. Đây là bếp Thái Lan vậy nha. Đây là ông thợ lặt rau nè. Nướng từ trên núi xuống. Chào khán giả ra ông thầy. Giờ mình sẽ xay cua. Để xay cua thì mình chuẩn bị là có cua đồng mới đào luôn nha khán giả, mới đào rồi ngủ luôn á. Cái này hồi mình mua trứng vịt lộn để vô nha, bắt cái lọ lên rồi ngán trứng lộn mới trúng bài ra ngồi mình chạy trứng chưa trứng là không có tháo ra. Nó nhiều quá. Ngoái giờ giờ đứng chỉnh xuống. Để coi. Ôi sao khó nhiều lắm. Hồi nãy quên đi mở. Cua này là mới bắt ngoài đồng ngủ này luôn rồi nghe khán giả. Nè, chân thật luôn á. Mới đi đào luôn mấy anh em đi đào đó. Đây anh trai chuẩn bị xay cua. Lấy chai nước trong tủ không? Xay cua thì mình để cua với tỏi với muối cho nó tăng cái độ thơm với độ dai với thịt cua. Có nước vừa nó tối nó chạy nha, không có nước thì nó chạy nha. Thank you.
Mà nước bây giờ chưa bắt lên nữa. Chán nước lên nè. Đây là hộp kari để mình tạo cái màu đó các bạn. Cái dây của nó lột đâu không ngon ngọt. Đó, màu rất là đẹp luôn nha. Đây là gặp cua nè. Cua nào cua này cũng như gặp nè. Cua này cua đồng nha, chứ không phải cua biển nha. Chưa mua. Mua có đồ giấy mời không? Có mấy cái khăn đó đó. Khăn này à? Cái à, mua bao nhiêu chứng dịch? Để đây. Giờ mình được cua. Bạn. Mình phải cũng nhuyễn phải được 2-3 nước nha, một nước nó không có nhuyễn. Thịt không nó đóng trong đó nó không xuống được luôn. Không? Thịt không á. Mua gà ít thi rồi. Giờ cua mình lượt xong rồi, mình sẽ nấu cái nước cua này nha các bạn. Cái này nãy mình có để hộp vịt vô luôn nha, trứng lát cho nó có tăng cái độ béo nha các bạn. Xây dựng nha. Cái hỗn hợp nãy mình xào nè vô trong cái nồi cua luôn nha. Giờ nồi uống cua mình nó có cái màu đỏ lên nè các bạn. Mình sẽ cho cái củ cải đỏ vào. Giờ nó sôi lên, giờ mình cho tàu hũ vô nha các bạn, cho nó thấm tàu hũ vô. Tí nữa mình đem đếm lại đó là xong rồi, đúng cua nha. Giờ nó sôi rồi mình đem nếm là chính các bạn, mình cho tí muối vô thêm. Miếng bột ngọt. Miếng đường cát nữa là xong nha. À, mình tí nữa mình đem nước mắm ruốc vô.
Buổi chiều anh em mình đi bắt cua đồng về nấu bún cua các bạn. Mời các bạn thưởng thức bún cua với anh em mình nha. Ăn thêm cua rồi để cho đúng rồi, quá ngon. Thiếu nước rồi. Thiếu nước rồi. Mất còn trong người rồi nhé. Như sổ của mình nó đi rồi. Chiều sổ không đi rồi. Rồi trả tiền luôn rồi, mọi ơi cho nó hên luôn mọi ơi. Đúng rồi. Giá như 1.000 ăn được không? Có đánh không? Không, các bạn cho. Thầy cho, không đánh thì đẹp tin tưởng này. Không hết nước luôn các bạn. Chưa có nóng được quá các bạn. Đó, mới dừng nước. Có quả rồi. Đây là thịt cua nè. Lâu lắm nha, có gạch đâu. Gạch chọn đi chung đó luôn rồi. Chung hả, xào á. Gạch để riêng cho tôi. Còn tôi gạch không? Gặp không? Không máu không? Gặp có được đâu rồi. Không uống, người ta ăn mà cái bàn một kia, người ta ngồi kìa, đâu có ngồi đó được. Đâu có ăn uống hả? Luộc để dính. Ơi, đậu không ra. Giờ lúc ăn mình có để thêm trứng lộn vô đây luôn nha các bạn. Đó nồi mình ơi. Đó nồi. Các bạn chan vô đi. Không vậy chín rồi. Bún này tôi ăn cầu cầu cá ký. Có giá là chan thì cua nè. Cái tay hay dùng các bạn ơi, nó vô cái lon rồi. Vô cái hai lon tôi mới cứng cái tay là được. Ăn không dám ăn nhiều, nó sợ không thể nấu không vậy. Ngồi đứng vô xíu rồi, sớm tôi kêu mua đun bà tột, đứng vô nó trúng bài. Thế bà tột á. Ngồi vô. Cái mì nó đụng lại chút nữa đi. Giật mấy bạc ngay chứ đó đi cho nó mát. Này là làm đúng bài luôn rồi đó. Ừ, đúng không? Tôi ăn ớt nhiều lắm các bạn ơi. Ăn bún cua là phải ăn như gì nè. Để rau ớt nhiều vô. Không dám ăn nhiều, sợ ông bác anh nhìn hoài. Sợ nhau. Nhìn người ta học theo em ơi. Học theo cách cách làm chế biến vô tô đó em. Nhìn nó bắt mắt. Rồi bà làm chăn nước dữ trời. Hỏi rồi. Hỏi rồi. Mời các bạn. Ngon quá bạn.